và cũng là một sự kiện rất là quan trọng với tất cả các anh chị em. Trang được buổi khai trương đây, chị thật sự bất ngờ vì cái xuất sắc của buổi khai trương quá là hoành tráng và quá là tuyệt vời. Lễ khai trương và vừa ấm áp vừa sôi động.